Một buổi chiều mưa vắng, bên tây bị bọt trắng, chờ đợi một tia nắng, thấy trong lòng cay đắng. Video vừa up một phút trước mà mày liền gửi cho tụi tao. Tiêu đề ba thằng Weibo và Tabila mày bị điên à man. Đúng là Weibo tụi tao khác nào tụi đã mỗi chơi riêng mình. Mà giờ anh nghe bài hát dịu dàng tiếng quyến xuống ngủ mộng của mình. Yeah, Oma wa mo Shindeu. Đó là câu nói trong đầu tao khi nghe qua bài của mày. Nếu mày là Madara thì tao là đệ nhất. Nếu mày là Kaori thì tháng tư đã qua mất. Nếu mày là Hishiro, cuộc đời mày thật cô đơn. Nếu mày là Snowlat, mày sẽ phải biết ơn. Khi tao cầm cây sáo và tao thổi với người mày, mày sẽ đứng dậy và thoát khỏi sự tiếng nhạc của đời mày. Cuộc đời mày như lưu tài, mày rap money hoài nhưng quên rằng thì là từ bố mẹ mày. Cũng như việc mày diss Weibo nhưng quên rằng không có Weibo tụi tao thì cũng không có mày. Yeah. Rap diss cho nên nhạc nhẹ nhàng. Ai bày mày anime? Lil Tom. Ai bày mày real life? Lil Texas. Ai bày mày Naruto? That's me. Ai bày mày? Một buổi chiều mưa vắng, bên kia không có người, chờ đợi một tia nắng thấy trong lòng cay đắng. Một buổi chiều mưa vắng, khu vườn có hai người, chờ đợi một tia nắng không biết đến khi nào. Rap diss cho nên nhạc